Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Giacôbê và Gioan của ông Giê-bê-đê đến gần Chúa Giêsu và thưa người rằng: Lạy thầy, chúng con muốn cậy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin thầy. Người hỏi: Các con muốn thầy làm gì cho các con? Các ông thưa: Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu và một người ngồi bên tả thầy trong vinh quang của thầy. Chúa Giêsu bảo: Các con không biết các con xin gì. Các con có thể sống, có thể uống chén thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa thầy sắp chịu không? Ông đáp: Thưa được. Chúa Giêsu bảo: Chén thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì không thuộc quyền thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định. Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với ông Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại và gần và bảo: Các con biết những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn thì hãy tự làm đầy tớ anh em, và ai muốn thành người cầm đầu trong các con thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính con người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Con xin kính đọc kính chào cộng đoàn. Cũng như cha Huỳnh đã giới thiệu thì tối hôm qua con có cơ hội tốt đến đây cũng ra mắt và chào hỏi đặc biệt các em thiếu nhi cũng như những người trong tối qua. Cha cũng giới thiệu sơ vì có lẽ cha Hồng nói giống lên trên, rồi cha Huỳnh nói là vì ham chơi, vì đầu bị lỡ cuộc hẹn, gọi là lỡ cuộc hẹn hay là không chịu chức. Thì quả thật sau khi nhà dòng sai con đi một năm ở Samoa, một đất nước gần Fiji, Tonga, thì gần một năm ở đó thì có lẽ cũng ham chơi thì thấy đất nước và con người ở Samoa tuyệt vời và giống như Việt Nam chúng ta khoảng 30 hoặc 40 năm trước, nên cái bối cảnh đó cũng làm cho con thích. Nhưng lý do chính không phải vì vậy, nhưng vì visa. Tại vì khi con đi ra đó thì hết hạn visa về Úc nên phải làm apply lại. Thì đó chỉ là lý do phần nhỏ đó để giới thiệu. Kính thưa ông bà và anh chị em, ba điều con học và con thấy được ở đất nước Samoa cũng như rất gần với văn hóa người Việt Nam chúng ta. Ba yếu tố chính đối với họ đó là gia đình, cộng đoàn và đức tin. Và ba yếu tố thường được đề cập đến khi một người tín hữu ở một độ tuổi nào đó muốn tìm hiểu sâu về ơn gọi và ý nghĩa cuộc đời mình. Và bản thân con khi soi chiếu vào ba khía cạnh này: gia đình, cộng đoàn và đức tin, và con nhận thấy rằng hành trình ơn gọi làm tu sĩ trong dòng Chúa Cứu Thế của con khởi sự từ dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam năm 2001 tại Sài Gòn Kỳ Đồng. Sau đó đến năm 2011 thì nhà dòng mới đưa con qua bên Úc này. Và hôm nay được hiện diện nơi đây với cộng đoàn
tôi nhận thấy rằng gần hơn 18 năm sống trong nhà dòng và khoảng 20 năm sống tại Việt Nam, đó là một hành trình tuy không quá dài so với một cuộc đời để đi tìm kiếm ý nghĩa, nhưng cho con được thấy đủ, cho con hiểu được đâu là đường, đâu là sự thật và là sự sống. Thì hành trình đó cũng giúp cho con nhận thấy rằng trước khi là một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế thì con đã là một người Kitô hữu qua bí tích thánh tẩy, và là một người con của dân tộc Việt Nam, đặc biệt với dòng máu đỏ da vàng. Nói về gia đình, con được sinh ra và lớn lên tại vùng biển thuộc làng chài xứ Phước Tỉnh, Bà Rịa Vũng Tàu. Chắc mọi người cũng biết ở Phước Tỉnh làng chài đó. Và nhưng mà trước đó mẹ con và ông bà ngoại con di cư từ Bắc vào Nam trong biến cố năm 1954. Thì biến cố đó là biến cố chia cắt Việt Nam thành hai miền Bắc và Nam. Và sau đó vào Sài Gòn, ba mẹ gặp nhau và cưới nhau. Và sau đó ba mẹ di chuyển vào Sài Gòn vào năm 1970, lập nghiệp và sinh sống tại đó. Thế là nhiều năm sau, ba mẹ sinh ra 7 anh chị em chúng con, 5 trai và 2 gái, và con là người kế út. Bản thân con được sinh ra và lớn lên sau biến cố năm 1975, cũng không biết gì, chỉ nghe biết ba mẹ nói thế nào trước đó. Và tại vì mọi đài báo, mọi xã hội lúc đó bị kiểm soát bởi chính quyền, nên đối với tụi con là thế hệ sau không biết rõ mấy. Do đó hành trình nhận ra ơn gọi và con người thật của mình quả thật là một hành trình lâu dài và khó khăn. Bởi vì bối cảnh tại Việt Nam, như ông bà và anh chị em biết, dưới sự thống trị của một chủ nghĩa cộng sản vô thần, đã cố ý che giấu và thậm chí phá bỏ hay là phá hủy tất cả những giá trị cao quý mà dân tộc Việt Nam đã gây dựng qua bao hàng thế kỷ. Hành trình đó, có tin chắc rằng mỗi người trong cộng đoàn chúng ta cũng có những kinh nghiệm riêng, đặc biệt những ông bà anh chị em phải vượt biên bỏ quê hương vì biến cố đó và ra đi khắp tứ phương. Nhưng con tin chắc rằng mỗi người cũng như bản thân con thấy được một hành trình, chúng ta không hành trình có chung là hành trình được mời gọi làm môn đệ và chứng nhân cho Đức Kitô trong mọi biến cố, trong mọi bối cảnh xã hội, và đặc biệt trong gia đình riêng, bối cảnh riêng của mỗi gia đình. Ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy hành trình ơn gọi của mỗi người là hành trình được mời gọi đi theo Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta tiến lên Jerusalem. Jerusalem mới ở đây có thể là một đất nước mới như đất Úc này, một vùng đất nào đó, nhưng mà nơi đó chúng ta tìm được tự do và tìm được hạnh phúc và để tìm được lý tưởng để sống và phục vụ. Và mỗi người trong chúng ta tiếp tục tiếp nối truyền thống gia đình và tiếp nối kho tàng đức tin của giáo hội để nhận biết rằng qua tất cả mọi biến cố, chúng ta vẫn tin chắc rằng Đức Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống, là căn nguyên và là cùng đích của mọi người.
và là đường hướng dẫn cho tất cả mọi nẻo chúng ta tìm lối. Và Ngài cũng là căn nguyên cùng đích của mọi thù tập trên trần thế này. Con nói như thế không có nghĩa là bản thân con và mọi người trong chúng ta nắm bắt được cái ơn cứu độ và hiểu rõ được cái hành trình mà Đức Giêsu đến cứu rỗi, mà hành trình Thiên Chúa đang thực hiện trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta vẫn đi tìm, người ta gọi là searching or finding God and finding ourselves sometimes in darkness. But the main thing is finding God in serving others. Tìm kiếm Thiên Chúa trong việc phục vụ người khác. Vì thế, kính thưa ông bà và anh chị em, cũng giống các tông đồ xưa, từ những tông đồ thân cận nhất đối với Chúa Giêsu như ông Giacôbê và Gioan hôm nay, và thánh tông đồ Phêrô cũng vậy, cho đến tất cả những tông đồ khác, tất cả đã hiểu sai về sứ mạng của Đức Giêsu. Các ông đã hiểu lầm rằng Chúa Giêsu đến để khôi phục vương quyền của vua David xưa. Người sẽ trở thành một vị vua uy quyền với những phép lạ huyền nhiệm. Ngài sẽ dùng quyền lực đó để đánh đuổi quân Roma và thiết lập lại một vương quốc mới cho dân Do Thái. Các ông hiểu lầm điều đó. Do đó mà hai ông Giacôbê và ông Gioan đã đi bước trước các môn đệ khác để xin Chúa Giêsu được ngồi bên hữu và bên tả Chúa Giêsu trong ngày vinh quang. Ngày vinh quang mà các ông tưởng rằng Chúa Giêsu sẽ là vua với dục ý quyền đánh đổ dân Roma. Và trong ngày vinh quang đó, ngày mà Đức Giêsu trở thành vua và được ngồi, hai ông được ngồi bên vua, sẽ như là hai cực thần, là hai quan cực thần quan trọng. Truyền thống Việt Nam thời các vua thấy hai quan cực thần bên vua có thể quan tâm quan võ, hạ tướng uy quyền. Cái tham vọng này không chỉ có nơi hai ông Giacôbê và Gioan, nhưng các tông đồ khác cũng có. Bởi vì khi thấy hai ông hỏi Chúa Giêsu, các ông tức giận, cho thấy sự ganh tị. Xin được ngồi bên vị vua mới là xin được quyền bính và thống trị và được người khác hầu hạ mình. Kính thưa ông bà và anh chị em, bản thân con và tất cả mọi người chúng ta cũng là xác phàm với những mỏng giòn và yếu đuối, thậm chí tham vọng đến nỗi ganh ghét người khác. Do đó, trong hành trình theo Đức Kitô, cũng giống các tông đồ xưa, chúng ta có thể bị ngã quỵ, kỳ quệ hoặc quá chú trọng vào các thế lực trần gian như tiền tài, danh vọng và địa vị, để rồi cố dùng những thế lực và quyền đó để khinh thường, chà đạp và thống trị anh chị em và thống trị người khác. Biết được những cám dỗ đó, do đó Chúa Giêsu Kitô trong bài tin mừng hôm nay đã cảnh tỉnh các tông đồ và dường như cũng nhắc nhở mọi người trong chúng ta rằng các anh, bản thân con và ông bà chị em, các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén thầy sắp uống hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu không? Và để sửa đổi những lầm lạc suy nghĩ đó, chỉ muốn được ngồi để được hầu hạ và ra lệnh. Chúa Giêsu đã chỉ dạy mỗi người phải biết đứng dậy, biết quỳ, thậm chí chấp nhận bị treo như Đức Giêsu Kitô, vì nơi đó là tột đỉnh của sự phục vụ, nơi đó là tột đỉnh của sự hy sinh cho người khác, và nơi đó cũng là
vinh quang thập giá. Điều này xem ra có vẻ khó chấp nhận, tại vì từ 2000 năm trước, đối với người Do Thái hồi xưa đòi Chúa Giêsu phải có phép lạ thì mới biết được vinh quang. Người Hy Lạp thì đòi hỏi sự khôn ngoan hiểu biết. Còn Kitô hữu chúng ta là vinh quang thập giá của Đức Kitô. Đó là vinh quang. Và đây cũng là dấu chỉ Chúa Giêsu muốn sửa sai cho các tông đồ. Khi các ông chỉ đòi hỏi muốn được ngồi hai bên Chúa Giêsu, Chúa Giêsu nói không thể. Muốn được vinh quang từ đó sẽ giống như trở thành giống như hình ảnh của hai người tên trộm, hai người tên trộm lành bị đóng đinh hai bên Chúa Giêsu. Vì thế hình ảnh để được ngồi, xin được ngồi nên Chúa Giêsu cân nhắc và thay đổi không phải bị treo, phải bị treo Đức Giêsu và hai bên Đức Giêsu, bên tả và bên thủ Đức Giêsu, thì nơi đó là thể hiện tình yêu phục vụ. Kính thưa ông bà và anh chị em, con muốn trích một lời của mẹ Teresa nói rằng phục vụ như thế nào. Hoa trái của lời cầu nguyện là đức tin, hoa trái của đức tin là tình yêu, hoa trái của tình yêu là sự phục vụ. Và để phục vụ mang lại hoa trái là điều hạnh phúc, đó là hạnh phúc mà tất cả ai trong chúng ta cũng muốn tìm. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải là người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm người đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá trụ muôn người.